cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của sài gòn tv và sau đây là phần tin á châu hamas cáo buộc ông biden bật đèn xanh cho israel tiếp tục oanh tạc tại gaza hamas chỉ trích việc tổng thống biden cho rằng là họ muốn thoái lui khỏi thỏa thuận ngừng bắn cáo buộc ông bật đèn xanh cho israel tiếp tục oanh tạc tại giải gaza theo hamas bình luận của ông biden là hành động bật đèn xanh của hoa kỳ cho chính phủ israel phạm thêm nhiều tội ác chống lại dân thường không có khả năng tự vệ Hamas chỉ trích phát biểu này phản ánh sự thiên vị rõ ràng của Hoa Kỳ đối với Israel. Hamas tuyên bố cam kết thực hiện khuôn khổ ngừng bắn mà Tổng thống Biden nêu ra vào ngày 31 tháng 5. Nhóm đã mô tả những sửa đổi mới nhất của Hoa Kỳ đối với kế hoạch này là hành động đảo ngược dự thảo trước đó, cho rằng là Washington chấp nhận các điều kiện mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đặt ra. Hamas nhận định ông Netanyahu luôn là người cản trở thỏa thuận và đặt ra các điều kiện yêu cầu mới cho rằng là hoa kỳ đảo ngược chính sách một cách mù quáng nhóm kêu gọi các bên trung gian thực hiện trách nhiệm và buộc Israel phải chấp nhận điều khoản ban đầu hoa kỳ và Israel chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Hamas tòa bạch ốc mong đợi các cuộc thảo luận mới về hoàn thiện thỏa thuận ngừng bắn sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Cairo của ai cập Úc chấp thuận dự án truyền tải điện bằng cáp ngầm biển sang Singapore. Úc ngày 21 tháng 8 cho biết họ đã bật đèn xanh cho một dự án năng lượng mặt trời trị giá 13,5 tỷ Mỹ kim để truyền tải điện sang Singapore. Bộ trưởng Bộ Môi trường Úc Tanya Plibersek cho biết dự án liên kết điện quan trọng giữa Úc và châu Á của công ty Sun Cable sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng tái tạo cả trong và ngoài nước. Sun Cable cho biết nguồn cung cấp điện mặt trời dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu những năm 2030. Theo Reuters, trong khuôn khổ của dự án, Úc sẽ vận chuyển điện từ một trang trại năng lượng mặt trời khổng lồ ở phía bắc nước này đến Singapore, thông qua tuyến cáp ngầm dài 4.300 km. Bà Pilsak cho biết thêm, trang trại năng lượng mặt trời rộng lớn này sẽ tạo ra đủ năng lượng để cung cấp cho 3 triệu ngôi nhà. Qua hai giai đoạn phát triển, dự án đặt mục tiêu cung cấp tới 6 gigawatt điện xanh cho các khách hàng công nghiệp lớn ở thành phố Darwin phía bắc nước Úc và tại Singapore. Sun Cable cho biết họ đang thương thảo với cơ quan quản lý năng lượng của Singapore về việc chấp thuận có điều kiện cho thành phần kết nối cáp của dự án và với chính phủ Indonesia về công tác hậu cần cho việc lắp đặt và bảo trì dây cáp tại vùng biển nước này. Tiếp theo là bản tin liên quan đến việc phẫu thuật tăng chiều cao và khiến cho hai người ở Trung Quốc tàn tật suốt đời. Một số ca phẫu thuật tăng chiều cao gây tranh cãi liên quan đến việc phẫu thuật xương chân đã bị chỉ trích ở Trung Quốc sau khi hai người đã công khai bày tỏ sự hối hận về việc đã trải qua ca phẫu thuật này. Đầu tháng này, thì đài truyền hình Hà Nam của Trung Quốc đã đưa tin một người phụ nữ ở tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã chi hơn 84.000 Mỹ Kim để ra nước ngoài phẫu thuật với hy vọng cao thêm 13cm. Tên quốc gia mà cô này đến để làm phẫu thuật không được tiết lộ trong bản tin. Tuy nhiên, thì thay vì cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ như mong đợi sau ca phẫu thuật, người phụ nữ này lại gặp phải một loạt vấn đề thể chất. Ngoài nhiễm trùng xương, người phụ nữ này không thể chạy hoặc là đi bộ nhanh và gặp khó khăn khi thở. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ngoài ra, thì một người đàn ông 29 tuổi ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc cho biết là anh cảm thấy tự ti về chiều cao 1m64, nên đã phẫu thuật tương tự tại một bệnh viện công ở Trung Quốc với chi phí hơn 14.000 Mỹ Kim anh cho biết là không chỉ không hài lòng với chiều cao của mình sau ca phẫu thuật mà đôi chân của anh còn có chiều dài khác nhau. Các chuyên gia y tế cho biết là thủ thuật kéo dài chi bao gồm việc cắt xương chân, tách chúng ra và cố định lại với nhau bằng một thiết bị kim loại bên ngoài, sau đó kéo căng chúng ra. Theo quy định vào năm 2006 của Bộ Y tế Trung Quốc, phẫu thuật kéo dài chi chỉ được áp dụng cho những người bị dị tật bẩm sinh hoặc là có chiều dài xương khác nhau do chấn thương, khối u hoặc nhiễm trùng. Phương pháp này bị cấm áp dụng như là một thủ thuật thẩm mỹ. Chủ hệ thống Circle K muốn thâu tóm 7-Eleven. Alimentation Couch nổi tiếng với chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K đã đề nghị mua lại Seven and I Holdings, đơn vị điều hành thương hiệu 7-Eleven của Nhật Bản. Trong thông cáo báo chí phát hành mới đây, Couch viết tiết lộ rằng họ đã gửi một đề nghị thân thiện không ràng buộc đến Seven and I, công ty có trụ sở tại Nhật Bản với ý định mua lại toàn bộ cổ phần đang lưu hành của công ty này đây được xem là nỗ lực thâu tóm lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp nước ngoài nhắm vào một công ty nhật bản đồng thời là vụ mua lại xuyên biên giới lớn nhất trong năm nay việc chào mua diễn ra trong bối cảnh chính phủ nhật bản đang đưa ra các quy định mới về việc thâu tóm doanh nghiệp qua đó khuyến khích đầu tư nước ngoài 7 mô tả đề nghị của Kujtoid là một đề nghị ban đầu, không ràng buộc và bảo mật và cam kết sẽ tiến hành đánh giá nhanh chóng, cẩn trọng và toàn diện về đề nghị này thông qua một ủy ban đặc biệt mới được thành lập. Ủy ban này sẽ xem xét các kế hoạch hoạt động độc lập của công ty và các lựa chọn khác. 7 là một tập đoàn lớn sở hữu nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị và các doanh nghiệp khác, bao gồm cả 7-Eleven với tổng cộng khoảng 85.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Nếu thương vụ mua lại 7&9 thành công, ACT có thể sẽ mở rộng đáng kể mạng lưới cửa hàng của mình, vốn đã bao gồm 16.700 cửa hàng hiện tại, đồng thời kiểm soát gần 20% thị trường cửa hàng tiện lợi của Mỹ. Nhật Bản tăng cường giải quyết tai nạn tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 Cơ quan năng lượng nguyên tử Nhật Bản đã khánh thành một cơ sở nghiên cứu để phân tích các vật liệu từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 nhằm để phục vụ công tác giải quyết hậu quả. Cơ sở nghiên cứu này là nơi kiểm tra các mảnh vụn nhiên liệu nguyên tử tan chảy từ một trong những lò phản ứng bị hư hỏng tại nhà máy Fukushima số 1. Thông qua việc phân tích cấu trúc và tính chất của mảnh vỡ bằng thiết bị phân tích tia X và kính hiển vi điện tử. Mục đích là xác định tình trạng của lò phản ứng tại thời điểm xảy ra tai nạn do trận động đất và sóng thần gây ra vào hồi tháng 3 của năm 2011. Công ty điện lực Tokyo, đơn vị quản lý nhà máy, lên kế hoạch lấy một vài mảnh vụn khỏi lò phản ứng số 2 của nhà máy điện nguyên tử, sau đó họ sẽ vận chuyển các mảnh vụn này trong một thùng chứa thiết kế để tránh mức độ bức xạ cao. Công nhân sẽ sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa để lấy mảnh vụn ra khỏi thùng chứa và phân tích trong khi theo dõi quá trình qua cửa sổ kính. Cơ quan năng lượng nguyên tử Nhật Bản đặt mục tiêu tổng hợp kết quả phân tích vào cuối năm tài chính 2024 và sử dụng phân tích này để xây dựng kế hoạch trong tương lai cho việc loại bỏ toàn bộ rác thải nguyên tử. Một phần ba số dân một ngôi làng ở Ấn Độ mắc ung thư vì nguồn nước ô nhiễm. Theo đài CNA, làng Gangnoli thuộc tiểu bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ là nơi cư trú của gần 6.000 người dân nhưng lại có đến một phần ba trong số đó bị bệnh ung thư. Ông Vipin Rati, một trong những bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày cách đây 2 năm, cho biết cả sức khỏe và tài chính của ông đều cạn kiệt sau 8 đợt hóa trị. Hầu hết dân làng ở đây đều gặp phải vấn đề tương tự. Ông Vinh cho biết các bác sĩ điều trị cho ông nói rằng nguyên nhân khiến rất nhiều người trong làng Wanawli mắc ung thư có thể do nguồn nước bị ô nhiễm mà người dân vẫn sử dụng hàng ngày. Theo đó, nước sinh hoạt chủ yếu của gần 6.000 người dân làng Ung thư đến từ con sông Krishna, con sông dài thứ ba ấn độ. Con sông này bị ô nhiễm nghiêm trọng do chất thải công nghiệp được thải ra từ các nhà máy sản xuất đường và giấy gần đó. Không chỉ ung thư, người dân địa phương cũng cho rằng chính nguồn nước bị ô nhiễm khiến một số trẻ em trong làng bị dị tật xương bẩm sinh. Phát biểu trước quốc hội vào năm 2023, một nhà lãnh đạo của đảng Bharatiya Janata cầm quyền nói rằng, nguồn nước ô nhiễm từ con sông Krishna chảy ra thành các nhánh phụ là nguồn cơn gây ung thư cho 100 ngôi làng và khu định cư khác. Tòa án xanh quốc gia Ấn Độ, cơ quan chuyên giải quyết các vụ việc liên quan đến bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, đã tiến hành nhiều cuộc điều tra đối với các bên bị cáo buộc gây ô nhiễm nước sông Krishna. Tuy nhiên, bất chấp những hành động của giới chức Ấn Độ, người dân địa phương cho biết tình hình vẫn không có nhiều thay đổi. Chính phủ của tân Thủ tướng Sinawat rót gần 9 tỷ Mỹ Kim để kích cầu kinh tế. Chính phủ của Thái Lan dưới thời của tân Thủ tướng Peton Sinawat đang chuẩn bị rót hơn 8.7 tỷ Mỹ Kim để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước, một nguồn tin từ văn phòng chính phủ Thái Lan đã cho biết. Khoản kinh phí nói trên đến từ ba nguồn chính, đạo luật chi tiêu ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2024, phân bổ 3.5 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho chương trình ví điện tử của chính phủ. Dự thảo ngân sách tài khoá năm 2025, trong đó chính phủ tiền nhiệm dành 404 tỷ mi kim để kích thích kinh tế. Cuối cùng là ngân sách trung ương dành cho các chi phí khẩn cấp trị giá khoảng 1.16 đến 1.46 tỷ mỹ kim. Tuy nhiên thì phần ngân sách này phải được phê chuẩn và giải ngân trong tháng 9 của năm nay trước khi năm tài chính hiện tại kết thúc liên quan đến những đồng đoán rằng thủ tướng mới có thể xem xét thay đổi phương thức giải ngân của chương trình ví điện tử thành tiền mặt ông solofo Tenshut, cục trưởng của cơ quan ngân sách cho hay là việc thay đổi phương thức giải ngân sẽ không làm thay đổi mục tiêu ban đầu của chương trình là kích thích nền kinh tế bằng cách tăng chi tiêu trong nước